Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Bên cạnh Duy là chiếc xe Mercedes-Maybach EQS 680. Đây là chiếc xe thuần điện Maybach đầu tiên được giới thiệu tại thị trường Việt Nam. Và có thể nói là đây là một cái chiếc xe thuần điện sang trọng bậc nhất nhà Mercedes-Benz luôn các bạn nha. Và với chiếc xe EQS Maybach 680 này, chúng ta có một mức giá thực sự rất là tốt ở tại thị trường Việt Nam, bởi vì là những cái chính sách ưu đãi của chúng ta hiện tại cho những mẫu xe thuần điện này rất là nhiều đó. Và với giá bán là 7 tỷ 610 triệu, thực sự đây là một cái mức giá rất là hời cho một mẫu xe như thế này đó. Và nếu mà chúng ta suy nghĩ, chúng ta bỏ 7 tỷ 6 để mà mua một cái chiếc xe thuần điện, một chiếc xe điện ha, tại thị trường Việt Nam, thì đây là một cái quyết định có thể nói là hơi khó nhằn ha. Nhưng nếu chúng ta suy nghĩ, chúng ta bỏ 7 tỷ 6 để chúng ta mua một cái chiếc xe Maybach, một cái chiếc xe sang trọng như là tất cả những cái công nghệ gì tiên tiến bậc nhất của Mercedes-Benz đều tích hợp trên cái chiếc xe này, thì đây là một cái mức giá thật sự rất rất là tốt luôn các bạn nha. Và với cái chiếc xe EQS 680 Maybach này thì chúng ta đang có một cái màu sơn là hai màu, màu đen ở trên cũng như là màu nâu ở dưới. Đây là một cái phối màu mà chúng ta phải trả thêm đâu đó khoảng 200 triệu đồng cho cái phần màu sơn này. Và màu sơn này có thể nói là một cái màu sơn verde, một cái màu sơn đặc biệt của cái dòng xe EQS Maybach 680 này. Ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn cùng Duy xem thật kỹ cái video clip này. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá cái chiếc xe EQS Maybach S680 này, xem nó sẽ sang trọng đặc biệt như thế nào nha. Ok các bạn, các bạn sẽ thấy cái chìa khóa của Duy nè các bạn ha. Duy hoàn toàn là không có bấm một nút bấm nào hết nha. Và khi đi tới cái cửa của chiếc xe thì tự động nè, các bạn sẽ thấy là cửa xe của chiếc xe Maybach EQS 680 này nó sẽ tự động mở ra để cho Duy bước lên trên xe ha. Đây là một cái tính năng rất là hay trên chiếc xe Maybach EQS 680 này, và chỉ có trên EQS 680 thôi các bạn. Đó, bởi vì là xe của chúng ta được trang bị một cái tính năng gọi là Keyless Go Convenience Plus. Đó, một cái tính năng mà giúp cho chúng ta có thể là đóng mở 4 cửa bằng điện luôn ha. Và vừa rồi đó là một trong những cái tính năng của cái chiếc xe ha, rất là hay các bạn nha. Đó, ngoài ra với cái cửa này thì chúng ta có thể là cài đặt là chúng ta mở cái cửa bên trái hoặc là mở cái cửa bên phải đều được các bạn nha. Ha, thực sự là đối với trên chiếc xe Maybach S680, Maybach S450 thì chúng ta chỉ đóng mở bằng điện ở hai cái cửa sau thôi, nhưng trên Maybach EQS 680 này chúng ta có thể đóng 4 cửa bằng điện luôn ha, rất là tiện lợi các bạn. Bởi vì đây là một cái chiếc xe thuần điện 100% và là một cái chiếc xe Maybach nữa, cho nên là các bạn sẽ thấy là lưới tản nhiệt dạng mặt vít ha, đặc trưng của những cái chiếc xe điện, và những cái thanh sọc đứng này là đặc trưng của những chiếc xe Maybach ha. Và chiếc xe của chúng ta sẽ kết hợp với nhau để thành một cái thiết kế như thế này. Đèn pha của chiếc xe EQS 680 Maybach này chắc chắn là đèn pha Digital Light. Đây là đèn pha tiên tiến bậc nhất của Mercedes-Benz hiện tại bây giờ, và được nối với nhau bằng một cái đèn ha, thanh LED dài có cục cái chữ là Maybach ở khu vực này. Phần thân đầu xe của chiếc xe này thật sự nó rất là ấn tượng luôn các bạn nha. Đó, tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ thấy ở đây có một cái camera, đồng nghĩa với việc xe của chúng ta được trang bị hệ thống camera 360 độ dạng 3D, và có tính năng là Transparent Bonnet, tính năng cabo trong suốt, giúp cho chúng ta có thể là di chuyển ha, và chúng ta sẽ thấy được những cái vật cản đang ở dưới gầm xe ha. Và với tính năng này cũng đang có trên chiếc xe Mercedes EQS 500 gì đã vừa giới thiệu cho các anh chị và các bạn xem. Ngoài ra thì ở cái khu vực cản trước của chiếc xe Maybach EQS 680 thì chúng ta sẽ thấy là có rất là nhiều những cái logo Maybach màu đen bóng ha, được sắp xếp đan xen với nhau ha, tạo một cái hiệu ứng thị giác rất là sang trọng và rất là đẳng cấp. Maybach EQS 680 của chúng ta thì được trang bị một bộ mâm rất là Maybach ha, rất là đặc trưng luôn. Chúng ta nhìn vào là chúng ta sẽ biết đây là một cái bộ mâm của chiếc xe Maybach liền ha. Và thiết kế nhìn nó rất là giống như là hai cái bánh răng đang ăn khớp với nhau, và kích thước lớp là 275/40R22. Mâm xe của chúng ta là mâm 22 inch, và hệ thống treo xe của chúng ta là hệ thống treo bằng khí nén ha. Chúng ta có thể nâng cao hạ thấp gầm xe này ha, rất là êm ái các bạn nha. Hơi tiếc một chút xíu là Maybach EQS của chúng ta được trang bị một cái bệ bước cố định các bạn nha, không phải là bệ điện giống như là trên Maybach GLS 480 hay là GLS 600 đó, nhưng vẫn có một cái logo Maybach để chúng ta nhận diện đây là một cái chiếc xe Maybach các bạn ha. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy là bên hông ở cửa trước và cửa sau được trang bị một cái nẹp chrome ha, rất là đẹp ha, rất là sang trọng. Đó, và với chiếc xe Maybach EQS 680 này các bạn được trang bị rất là nhiều những cái nẹp chrome sáng ha. Và bánh sau có cùng kích thước với bánh trước 275/40R22, và đặc biệt bánh sau của chúng ta có thể đánh lái lên đến góc lái 10 độ, giúp cho chiếc xe EQS 680 Maybach của chúng ta xoay chuyển rất là dễ dàng trong những cái khu vực hẹp. Vì đây là chiếc xe Maybach cho nên là chúng ta sẽ có cái khoang cốp sau tách biệt hoàn toàn lại phía trước. Khi mà chúng ta đóng cái cốp xe này xuống các bạn, thì ở cái khu vực này nè, nó sẽ được tiếp giáp ở cái tấm
che hành lý ở phía trên này, tạo cho cái không gian ở phía cốp sau nó sẽ ngăn kính ra luôn. Các bạn sẽ thông thường là đối với những cái dòng xe Maybach nó là sẽ là như vậy. Bên trong của chiếc xe Maybach EQS 680 của chúng ta có rất là nhiều những cái phụ kiện ha. Ở đây là những cái nắp chụp bánh xe ha, sẽ được tháo rời trước khi mà giao cho khách hàng, mình gì sẽ gắn lại ha. Tiếp theo nữa ở đây sẽ có một cái máy tính bảng giúp cho chúng ta có thể là điều khiển ở cái hàng ghế giải trí ở phía sau ha, nó rất là tiện lợi. Với chi tiết này thì đã giới thiệu rất là nhiều trên những cái dòng xe S-Class, những dòng xe Maybach rồi ha. Chia sẻ đây ở đây. Đi kèm với xe là chúng ta sẽ có thêm một cái lọ nước hoa, bởi vì xe Maybach EQS 680 của chúng ta được trang bị hệ thống xịt nước hoa thông minh E3 lăng ha. Sách hướng dẫn sử dụng nằm ở đây. Chúng ta sẽ có hai cái bờ bắp chân ha, cho cả hàng ghế thương gia ở phía sau ha. Cũng như là những dòng xe điện khác thì chúng ta sẽ đi kèm theo xe là một cái sợi dây sạc ha. Với sợi dây sạc này thì chúng ta có thể là sạc ở những cái chạm sạc công cộng, nếu không có trang bị cái chuẩn sạc giống như cho xe của chúng ta ha, thì chúng ta sẽ sử dụng cái sạc này. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ có một cái túi để chúng ta để cái sợi dây sạc vừa rồi ha, chia sẻ để ở đây. Ngoài ra thì đối với những dòng xe Maybach thì chúng ta sẽ có đi kèm theo là hai cái gói ha, tựa lưng cho cái hàng ghế phía sau. Hai cái tai nghe, nhưng mà đặc biệt trên cái Maybach của chúng ta là sử dụng tai nghe không dây các bạn nha ha. Dì sẽ để ở khu vực này bởi vì là giờ đây là những dòng xe mới các bạn, cho nên là dì sẽ không có khui ra ha. Và cái tai nghe này nó rất là đẹp các bạn, rất là sang trọng ha. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ có một cái bộ thảm của chiếc xe Maybach nè. Bộ thảm của xe Maybach thì thông thường nó sẽ dày hơn rất là nhiều so với lại những cái chiếc xe khác. Tiếp theo nữa thì EQS 680 của chúng ta sẽ trang bị một cái tủ lạnh ha. Các bạn sẽ thấy ở khu vực này. Với tủ lạnh này thì chúng ta có thể là tháo rời được các bạn nha. Tháo rời được, nói chung là cũng rất là đơn giản thôi. Trong những trường hợp mà chúng ta chở nhiều hành lý hơn thì chúng ta có thể là tháo rời cái tủ lạnh này. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy ở cái khu vực này nó sẽ có một cái tấm che hành lý nè, và có hai cái lo nè. Hai cái lo này là hai cái lo shroud các bạn. Thông thường đối với những dòng xe khác á, nó sẽ được gắn ở khu vực trên này, trên trần xe nè. Nhưng mà với Maybach thì chúng ta sẽ gắn ở ngay cái gói từ đầu ha. Tạo một cái hiệu ứng cũng rất là hay khi mà chúng ta ngồi ở cái hàng ghế ở phía sau. Ok, bây giờ dì sẽ đóng cái cốp cho các bạn xem. Ok, bây giờ dì sẽ mời các bạn đi vào khoang bên trong nội thất của chiếc xe EQS 680 Maybach này. Chúng ta sẽ thấy được ha, đây là một cái chiếc xe Maybach thì nó sẽ đẹp và nó sẽ sang trọng như thế nào các bạn nha. Thực ra đối với chiếc xe Maybach EQS 680 này các bạn, thì không phải là chiếc xe dành riêng cho người ngồi ở phía sau đó các bạn. Thì thông thường chúng ta sẽ nghĩ là Maybach là những cái chiếc xe thì dành cho những ông chủ hay ngồi ở phía sau thôi. Nhưng đặc biệt như thấy trên chiếc xe Maybach EQS 680 này thì cả dành cho ông chủ thích lái xe luôn các bạn. Bởi vì là cái chiếc xe nó trang bị rất là nhiều những cái tiện nghi cho cái hàng ghế ở phía trước này. Đó, chẳng hạn như khi mà đi vào trong xe các bạn, như chỉ cần đạp thắng thôi là cửa xe sẽ được đóng lại rồi ha. Hoặc là khi mà đi tới gần cả chiếc xe thì xe cũng sẽ tự động mở cửa để chúng ta đi lên trên xe ha. Đó là một cái chi tiết dành cho những ông chủ lái xe các bạn nha, chứ không phải dành cho các anh tài xế đâu. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy là khoang nội thất của chiếc xe Maybach EQS 680 này có một cái điểm gì đó nó rất là giống như trên cái chiếc xe Maybach S 680, kể cả là thiết kế về ghế nè các bạn. Hai hàng ghế trước nè, cũng như là hàng ghế ở phía sau ha, hầu như là y chang trên chiếc xe Maybach S 680 luôn. Tiếp theo nữa thì đối với cái chiếc xe của chúng ta thì được trang bị một cái màn hình high spur screen. Đây là một cái màn hình có thể nói là đẹp nhất mà trong tất cả những cái chiếc xe mà dì đã từng thấy ha. Và có một cái giao diện thật sự nó rất là ấn tượng luôn. Và màn hình của chúng ta là màn hình OLED, cho một khả năng hiển thị nó cực kỳ sắc nét khi mà chúng ta đi ở dưới trời nắng ha. Đó, và với cái màn hình này thì dì nghĩ là khi mà các anh chị lái xe vào ban đêm trên nội thất của chiếc xe Maybach EQS 680 này thì nó thật sự rất là cảm xúc luôn. Ok, bây giờ dì sẽ thử cho cộng cơ khởi động luôn ha. Khi mà chúng ta khởi động lên thì chúng ta sẽ thấy là có một cái âm thanh nó sẽ phát ra để báo cho chúng ta là xe của chúng ta đã được khởi động ha. Tiếp theo nữa là dì sẽ thấy là rất là thích ở cái phần vô lăng của chiếc xe Maybach EQS 680. Vô lăng của chúng ta sẽ vừa kết hợp là da nappa cũng như là gỗ ở bên mặt ngoài nè. Đối với các anh chị mà hay bị mồ hôi tay các bạn thì thông thường sẽ không thích cái vô lăng bằng da đó, và sẽ thích cái vô lăng bằng gỗ hơn. Nhưng đối với cái chiếc xe Maybach của chúng ta ha, vừa được kết hợp bằng da nappa và vừa bằng gỗ luôn ha, rất là đẹp ha. Và gỗ của chúng ta là gỗ màu đen piano
Lakwa, cũng như là ở cái khu vực này nè các bạn, những cái khu vực, những tấm ốp, những cái chỗ cửa tay hoặc là những cái chi tiết nắm tay nắm cửa này thì sẽ được thiết kế bằng gỗ ốc chó mờ ha, rất là sang trọng các bạn nha. Đó, và hầu như chiếc xe của chúng ta nó sẽ rất là ít những cái nút bấm ha. Hầu như là chúng ta chỉ có những cái nút bấm thường xuyên chúng ta sử dụng rất là nhỏ ở cái khu vực này thôi, còn lại tất cả mọi thứ chúng ta đều tích hợp ở trên cái màn hình Hasper Green này rồi. Và chúng ta còn có một cái màn hình nhỏ ở khu vực này để cho giải trí cho người ngồi bên cạnh ha. Và đặc biệt đối với cái màn hình này các bạn, Di sẽ không có được phép xem ha. Nếu mà trong trường hợp mà Di vừa lái xe mà vừa liếc mắt qua đây nhìn cái màn hình này thôi thì sẽ tự động màn hình này sẽ được tắt đi ha, giúp cho Duy lái xe nó sẽ an toàn hơn ha. Đó, đây là một cái chi tiết cũng rất là hay trên dòng xe Maybach cũng như là dòng xe điện sử dụng cái màn hình Hasper Green bên Duy. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy là hệ thống âm thanh trên những cái dòng xe Maybach lúc nào cũng được chú trọng ha. Và Maybach EQS 680 này được trang bị hệ thống âm thanh giống như trên chiếc xe Maybach S450, sử dụng hệ thống âm thanh Boommaster 15 loa công suất là 710W. Và đặc biệt đối với cái hệ thống âm thanh trên các chiếc xe Maybach EQS 680 này các bạn, thì gì đấy có một cái thiết kế nó sẽ khác. Mặc dù số lượng loa và công suất loa nó cũng sẽ giống như trên những cái dòng xe EQS 500 SUV, nhưng cái phần mà thiết kế loa của cái chiếc xe EQS Maybach này các bạn, nó thiết kế nó rất là tinh tế, rất là sắc sảo, và nó nhìn vào cho chúng ta một cái cảm giác rất là sang trọng, rất là đẳng cấp luôn. Bên trong cái cốp này thì chúng ta sẽ có hai cái USB Type-C để chúng ta sạc điện thoại nè. Cũng như là bên trong này cũng có hai cái USB để chúng ta sạc điện thoại. Có một trụ điện thoại sạc điện thoại không dây, cũng như là hai cái chỗ để chúng ta để cốc để đi nước ha, ở đây khu vực này. Bây giờ Duy sẽ mời các bạn xem ở phần khoang sau của chiếc xe Maybach EQS 680 này, xem nó sẽ hấp dẫn như thế nào ha. Maybach là những cái chiếc xe được rất là chú trọng ở cái khoang nội thất ở phía sau, và Duy dám chắc các bạn sẽ không có một cái ghế của chiếc xe nào mà ngồi thoải mái như là trên những dòng xe Maybach. Và cái thế ngồi của chiếc xe Maybach EQS 680 này Duy thấy khác rất là nhiều so với là chiếc xe Maybach sedan các bạn, bởi vì là cái ghế ngồi này nó sẽ cao hơn, nó có cái một vị trí ghế ngồi nó giống như là trên cái dòng xe GLS đó bạn. Đó, các bạn sẽ thấy nè, cái phần đầu gối của Duy các bạn nó sẽ ở một vị trí là ghế thế ngồi cao. Thì đối với những người lớn tuổi, những ông bà lớn tuổi của chúng ta các bạn, thì cái vị trí ghế ngồi cao giống như thế này nè, nó sẽ đỡ mỏi gối hơn so với là chúng ta ngồi ở một vị trí ghế thấp ha. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy là đối với cái khoang sau này hầu như là có đầy đủ những cái tiện nghi luôn. Đó, chúng ta có thể là đóng mở rèm điện ở hai bên nè các bạn, và chúng ta có thể là đóng được cái rèm ở cửa sổ trời này nè. Rất là đầy đủ các bạn ha. Đó, tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy là ở cái khu vực này chúng ta sẽ có hai cái nút bấm nè để mở cái cốp này ha. Thì bên trong cái cốp này chúng ta sẽ có hai cái chỗ để chúng ta để ly nè, làm nóng và làm mát cốc nè, cũng giống như là những trên những cái mẫu xe Maybach khác. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy là cái khe gió máy lạnh hiện tại bây giờ nó được ẩn vào bên trong này luôn. Và tiếp theo nữa các bạn thì chắc chắn là bên trong cái cốp này chính là cái bàn gấp để chúng ta có thể là làm việc ha, hoặc là có thể là sử dụng ăn uống ha, nhẹ ở trên xe ha, rất là sang trọng ha. Hầu như trên tất cả những cái dòng xe Maybach của Duy thì đều không có thiếu ha cái chi tiết này, cũng như là bàn gấp của chúng ta thì được gấp bằng tay ha. Và một điểm mà Duy thấy rất là sang trọng và rất là đẹp trên cái dòng xe Maybach EQS 680 này, đó chính là cái lo cái ngay cái ghế ngồi của Duy nè các bạn. Cái rất là đẹp, rất là sang trọng các bạn ơi, rất là sang trọng luôn. Và Duy sẽ quay cận cảnh cái lo này cho các bạn xem ha. Ok, thật sự là để nói nhiều về cái nội thất cũng như là những cái trang thiết bị, những cái option trên cái dòng xe Maybach EQS 680 này thì thật sự luôn các bạn, nó quá là nhiều luôn, và Duy không thể nào mà làm một cái video clip và hơn 15 phút hay là hơn 10 phút cho một cái chiếc xe này được hết. Và để mà các anh chị khách hàng mà cảm thấy mà muốn tìm hiểu kỹ hơn về cái mẫu xe này, muốn trải nghiệm thực tế, thì Duy mời các anh chị đến showroom bên Duy ha. Hiện tại thì cái chiếc xe này thì trong khoảng 1 ngày 2 ngày tới nữa thì có thể là vận chuyển bàn giao cho khách hàng rồi, cho nên là có thể là Duy sẽ hẹn các anh chị ha xem cái chiếc xe này vào cái thời điểm vào tháng 10-11, cuối tháng 11 này hoặc là đầu tháng 12, bên Duy sẽ có xe về tiếp để cho các anh chị xem. Và bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi ra bên ngoài để Duy sẽ giới thiệu cái cách sạc điện cũng như là cái sức mạnh cái động cơ trên cái chiếc xe EQS 680 Maybach này. Ok.
Maybach EQS 680 của chúng ta sử dụng hai cái động cơ điện cho công suất lên đến là 658 mã lực. Và với cái sức mạnh này nó còn mạnh hơn động cơ V12 trên chiếc xe Maybach S680. Wow, có thể nói đây là một cái siêu xe SUV hạng sang của Mercedes-Benz luôn các bạn nha. Đó, và với cái sức mạnh này nó còn tương đương với là những cái chiếc xe siêu xe luôn rồi các bạn. Đó, và thật sự Di rất là ngưỡng mộ các anh chị khách hàng nào mà sở hữu cả chiếc xe Maybach EQS 680 này các bạn ha. Đó, và với dung lượng pin là 118 kWh thì cho cả chiếc xe của chúng ta một lần sạc di chuyển lên đến là từ 500 cây đến hơn 600 km. Đó, và trong năm 2025 tất cả những cái hệ thống đại lý ủy quyền của Mercedes-Benz từ Bắc chí Nam đều phải trang bị cái chạm sạc DC, đó là một cái chạm sạc nhanh. Đó, và đây là một cái tiêu chuẩn bắt buộc của những cái đại lý bên Di rồi ha. Cho nên là trong tương lai những cái mẫu xe này chúng ta có thể di chuyển từ Bắc chí Nam mà chúng ta sẽ không có lo về cái chạm sạc điện nữa các bạn ha. Ok, để biết thêm chi tiết về cái mẫu xe EQS 680 Maybach này thì quý anh chị khách hàng đừng ngần ngại gọi cho Di qua số điện thoại của Di là 0914653979. Xin cảm ơn các anh chị các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những video tiếp theo.